Lê Lộc Tuấn Dũng đã ra mắt gia đình hai bên ngày cưới cận kề. Hơn một năm hẹn hò, Lê Lộc Tuấn Dũng khiến fan mong đợi về một đám cưới trong tương lai gần. Chia sẻ với truyền thông, Lê Giang bất ngờ hé lộ con gái và bạn trai đã ra mắt gia đình hai bên. Giao lưu với báo chí, Lê Giang đã có những chia sẻ về mối quan hệ giữa con gái và Tuấn Dũng. Trong đó, nữ nghệ sĩ 7X dành nhiều lời khen cho chàng rể tương lai. Cô hài lòng khi thấy nam diễn viên yêu chiều quan tâm chăm sóc con gái mình. Tại đây, Lê Giang lỡ miệng tiết lộ gia đình hai bên vừa có buổi gặp mặt nhau để bàn chuyện giữa các con. Từ đây, fan cho rằng đôi uyên ương đã lên kế hoạch về chung một nhà, công khai hẹn hò, song Lê Lộc và Tuấn Dũng khá kiệm lời về chuyện tình cảm. Trong khi đó, Lê Giang lại hào hứng, liên tục hối thúc hai con sớm nên duyên vợ chồng. Nữ nghệ sĩ chủ động gọi bạn trai con gái là con rể. Đồng thời, cô cũng dành nhiều lời khen có cánh cho nam diễn viên. Lê Lộc và Tuấn Dũng được công chúng đẩy thuyền khi cùng nhau xuất hiện tại chương trình Người ấy là ai. Tại đây, nam diễn viên công khai thể hiện tình cảm, song đã bị Lê Lộc từ chối vì muốn giữ tình bạn. Dù vậy, Tuấn Dũng không bỏ cuộc. Với sự chân thành, anh thành công chinh phục trái tim con gái Lê Giang. Hiện tại đôi uyên ương đã có một năm mặn nồng. Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Lê Lộc cho biết cô vẫn còn e ngại chuyện cưới xin vì vấn đề tài chính. Dù có mẹ sở hữu tài sản lớn, song Lê Lộc cho biết bản thân muốn tự lập không dựa vào gia đình. Nói đến nửa kia, nữ diễn viên hạnh phúc khi có được người bạn trai yêu chiều hết mực. Cô còn tiết lộ Tuấn Dũng tin tưởng đưa cả cát xê cho mình giữ như vợ chồng thật. Hiện fan đều mong đợi cặp đôi sẽ sớm thông báo tin hỉ đến công chúng trong tương lai.